Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Lệ Lưu Tinh tập 2 Tần Vũ vẫn nghi hoạch, nhìn sang 8 người Mỗi người đều tu luyện ngoại công đã đạt đến cấp tông sư của một phái. Ai ai cũng có thực lực cường hãn Đối địch với hậu thiên cao thủ cũng có thể thủ thắng. Có lẽ chỉ tiền thiên cao thủ mới có thể kiềm chế được họ. Với trình độ ngoại công này, tay chân đều cứng như thép, còn lợi hại hơn cả bình khí. Rà chiều có thể tan vàng nát đá. Bất quá thì khi tu luyện ngoại công, không chỉ cần nỗ lực mà còn phải cần một chút thiên tư. Tại Đông Vực, có đến hơn trăm vạn người nhưng mà để tu luyện đến cảnh giới đó thì cũng chỉ có khoảng 10 người. Tần Vũ mở to mắt cẩn thận mà nhìn. Mỗi cao thủ ngoại công đều đang tự biểu diễn tuyệt chiêu. Ngân phát lão giả dùng cháu thủ nắm ở trong tay vài mảnh vỡ của thanh thạch. Chỉ thấy ngũ chỉ dùng lực tức thì khối thanh thạch đó đã nát thành phấn. Sau đó ngân phát lão giả lãnh ngạo quay về vị trí nhẹ giọng nói ưng chảo công Đây là vị cao thủ thứ sáu biểu diễn Một nam tử đầu chọc bước lên Từ trên thân trần tựa hồ như có một tia kim quang lưu động Thiết thôi công Nam tử đầu chọc cười nhẹ nói Sau đó thì huy động chân Hổ Không khí tức thì sao động phát ra âm thanh Một cổ khí lưu trùng trùng phát ra Nhắm vào phía trên của thanh thạch kích tới Thanh thạch tức thì bị lăn ra xa chỉ bằng vào tốc độ khủng bố do chân huy động sản sinh ra khí lưu có thể khiến cho tảng đá lăn ra như vậy. Nếu như một cước đó chúng phải thân người thì kết quả sẽ ra sao đây? Lợi hại thiệt. Tần Phủ ở trong lòng tự nói, sau đó thì nhìn sang vị cao thủ cuối cùng là HI Y nam tử có khuôn mặt lạnh lùng. hi nam tử này chỉ lạnh lùng nhìn các cao thủ khác biểu diễn ngoại công, trong mắt không hề có biểu hiện gì cả, Ủa, tại sao người không biểu diễn đi? Tần Vũ nhìn sang h y nam tử, không nhìn được hỏi. Triệu Vân lắc đầu thờ ơ nói, Ta chảo công không bằng ưng chảo vương, khí lực thì không bằng màn đóng. Thôi công không được như vị huynh đệ này, vì sao phải xấu mặt mà biểu diễn chứ? Tần Vũ nhất thời ngay ra, Nhưng mà người phải có tuyệt chiêu gì đó chứ? Tần Vũ nhìn sang h y nam tử, trong lòng muốn tự dị biệt ở trên thân thể mà tìm ra tuyệt chiêu của hắn. Nhưng mà Tần Vũ đã thất bại. Nó không thể tìm thấy một điểm đặc thù nào cả. Ha, tuyệt chiêu sao? Triệu Văn Hưng cười nhạt. Sau đó thì nhìn sang Tần Vũ, trong mắt lóe lên một tia hàn ý lạnh lùng nói. Đã là tuyệt chiêu thì chỉ đến thời khắc tối hậu sát nhân thì mới thi triển. Có điều nếu như ta trở thành lão sư của ngươi ta cũng không thể dạy cho ngươi tuyệt chiêu sát nhân tần vũ không bị khí thế của triệu văn hưng áp đảo nghi hoặc hỏi lại ngươi không thể dạy cho ta tuyệt chiêu vậy ngươi sẽ dạy ta cái gì tu luyện thân thể triệu văn hưng nhẹ giọng tần vũ đột nhiên nở một nụ cười tốt ta sẽ chọn ngươi triệu văn hưng sắc mặt bất giác xuất hiện một tia kinh ngạc cả bảy đại cao thủ ngoại công kia cũng nhìn vào tần vũ không thể hiểu được vì sao Tần Vũ không chọn mình. Thay vào đó lại chọn người chỉ nói có một câu, tu luyện thân thể. Tốt lắm, Tam Điện Hạ đã có sự lựa chọn. Từ hôm nay, Triệu Văn Hưng sẽ là lão sư của Tam Điện Hạ. Lý Phó Tổng quản cao giọng nói. Bảy cao thủ ngoại công kia đều kính dị nhìn vào Tần Vũ. Màn đóng giọng sáng sảng. Tạm điện Hạ, Tại sao lại không chọn ta chứ? ta có thể khiến cho điện hạ có được khí lực như là đại ngu. Cầm đại phủ thì chỉ cần có một chiêu chém xuống là đủ lấy mạng của địch nhân rồi. Nhìn sang bảy đại cao thủ ngoại công ở phía trước, trên môi của Tần Vũ nở một nụ cười bí hiểm. Ha ha, đấy là bí mật đó. Lúc đó Triệu Văn Hưng bước lại gần nhìn Tần Vũ. Trên mặt có một chút tiêu ý, đoạn lại nói. Ta cũng rất là muốn biết vì sao lại chọn ta làm lão sư. Tạm điện hạ có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Tần Vũ lắc đầu đắc ý nói Hề hey, ngốc quá chuyện đó làm sao mà nói được Các ngươi đều ngốc hả? Nói rồi chuyển thân rời khỏi Liên ngôn đi bên cạnh Bước lại gần Tần Vũ hỏi Ê tiểu phủ tại sao con lại chọn Triệu Văn Hưng chứ? Tần Vũ lập tức thần bí thì thầm với Liên ngôn Liên già già để con nói cho già già biết Khi nhìn vào thần thái của họ trong tám người thì triệu văn hưng đứng cuối cùng không ai dám lại gần hơn nữa khi triệu văn hưng nhìn những người khác biểu diễn tựa hồ như là không quan tâm với cả liền già già người nhìn vào mắt của triệu văn hưng sẽ thấy có sự khác biệt với những người khác y nói xong thì tần phú chạy khỏi tây uyển trong mắt của tám đại cao thủ ngoại công hiện vẻ kinh dị bản thân của họ là những cao thủ nền thính lực tất nhiên vô cùng linh mẫn đã nghe toàn bộ những lời mà tần vũ nói Tam Điện Hạ tầm tư quả nhiên cẩn mật Có lẽ cuối cùng ta cũng có thể thu nhận một đệ tử Bất quá không biết nghị lực như thế nào đây Triệu Vân Hưng ở trong mắt xuất hiện một chút tiếu ý Bảy đại cao thủ ở trong lòng hiển nhiên đều rất thán phục sự thông tuệ của Tam Điện Hạ Triệu Tướng Quân thuộc hạ phải trở về quân danh Màn đóng chính là một trong tam đại cao thủ ngoại công của liệt hổ quân cùng tài nói thần thái vô cùng tôn kính xuất phát từ nội tâm về phần triệu tướng quân mà nói thì có thể ngang hàng với các tiên thiên cao thủ trong quân đội không có ai giống như triệu tướng quân triệu huynh chúc mừng huynh đã thu nhận được cao độ bọn ta phải cáo từ đây ưng ừ chảo vương và những người khác vòng tay cung kính nói nội công cao thủ có xếp hạng nhưng ngoại công cao thủ cũng có sự xếp hạng toàn bộ tiềm long đại lục có rất nhiều cao thủ ngoại công ở trong đó, Triệu Văn Hưng là nhân vật đặc biệt có thể xếp vào cấp bậc đế vương, được các cao thủ ngoại công khác tôn kính. Hơn nữa, Triệu Văn Hưng về phương diện điều binh khiển tướng cũng rất là lợi hại. Chấn Đồng Vương Tần Đức đã để cho Triệu Văn Hưng ở lại một năm để dạy dỗ Tần Vũ, lúc đầu đã làm cho Từ Nguyên kinh dị không thôi. Ngày thứ hai, tại luyện công trường rộng lớn ở trong văn vụ Sơn Trang, Triệu Văn Hân mặc võ phục hi y cô ngạo đứng ở đó. Một cử động cũng không có. Lão sư! Tần Vũ mặc võ phục hào hứng chạy đến trước Triệu Văn Hân. Cùng kính nói. Triệu Văn Hân khẽ gật đầu rồi nói. Từ 6 giờ sáng phải có mặt tại luyện công chàng. Bây giờ đã là 8 giờ. Người đã đến muộn nên ta phạt ngươi chạy từ vấn vụ sơn trang xuống núi. Sau đó lại từ dưới núi chạy về vấn vụ sơn trang. Tần Vũ ngạc nhiên Tức thì phẫn nộ nói Ấy lão sư đây mới là lần đầu tiên Trước đây người không hề nói với ta là phải đến trước 6 giờ mà Thực hiện mệnh lệnh của ta không được hoài nghi Điều ngươi cần làm là chấp hành Triệu Văn Hưng hai mắt lạnh lùng nhìn Tần Vũ Không hề có chút nhượng bộ Tần Vũ cắn môi lập tức nói Dạ lão sư Nói xong thì bắt đầu chạy Văn Vũ Sơn Trang ngự tại ở bên dốc Đồng Lam Sơn từ văn phụ Sơn Trang đi xuống núi khoảng trên dưới 2.000m. Cả đi có về là 4.000m. Hơn nữa lúc về lại phải đi lên núi nên càng khó khăn hơn. Căn bản không phải là thứ mà một hài đồng 8 tuổi có thể chịu được. Triệu Văn Hưng nhìn Tần Vũ bắt đầu chạy trên miệng xuất hiện một chút tiếu ý. Khẽ gật đầu, sau đó lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Triệu Văn Hưng cũng lập tức theo sau ngay khi Tần Vũ bắt đầu chạy. Triệu Vân Hưng bước chân nhẹ nhàng, cá người như một cơn gió. Mỗi một bước vượt vài mét theo sau Tần Vũ. Tần Vũ ở trong mắt lóe sáng, mím môi mà chạy. Trước đây nó thường đi lên núi, đã từng chạy từ văn phụ Sơn Trang lên đến đỉnh, mỗi lần cũng hơn 1.000 mét. Điều này làm cho sức chịu đựng của Tần Vũ rất là tốt. Thêm vào đó, tại văn vụ Sơn Trang, thường xuyên ngâm mình ở trong ôn tuyền, nên thân thể khỏe mạnh, bền bỉ hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Chạy được khoảng 2.000 mét, vì là hạ sơn nên Tân Vũ không phải cố gắng lắm. Chạy hơn 2.000 mét thì nó chỉ hơi thở mạnh xíu. Tân Vũ quay đầu ngoái lại rồi lại tiếp tục chạy xuống. Xuống núi thì dễ, lên núi thì mới khó. Chạy được khoảng trăm mét, Tân Vũ đã cảm thấy hô hấp vô cùng khó nhọc. Mỗi bước tiến thêm đều cố toàn lực Tần Vũ cảm thấy cơ chân như nhũng ra. Mỗi bước đi đều phải cố gắng. Nhưng mà Tần Vũ vẫn cảm giác được Triệu Văn Hơn đang theo ngay ở bên cạnh mình. Tần Vũ là đứa cứng cỏi, lại cố chấp cao ngạo. Nên cắn chặt hàm răng lại rồi tiếp tục kiên trì. Đã đến cực hạn, hầu hấp khó khăn. Lòng ngực nhấp nhô liên tục cố hấp thu thêm dưỡng khí. Người không tốt sao? Đạt đến sinh lý cực hạn. Tân Phủ cảm thấy vô cùng thống khổ. Phụ vương! Nghĩ đến phụ thân, Tân Phủ lại cắn chặt răng, kiên trì tiến tới. Càng ngày càng thống khổ, thậm chí Tân Phủ cảm thấy bản thân có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nhưng đột nhiên, như đã vượt được quá đỉnh cao, Tân Phủ cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn, vượt qua được sinh lý cực hạn. Tân Phủ bắt đầu duy trì trạng thái tiếp cận với cực hạn. Chạy thêm được 1.000m Tới lúc thấy được đại môn của vấn vụ Sơn Trang, Tần Vũ đã đạt đến sinh lý cực hạn lần thứ hai. Đã về vấn vụ Sơn Trang rồi. Tần Vũ trong lòng cảm thấy thoải mái, có thể dừng lại nghỉ. Nhưng mà... Chạy thẳng đến luyện công trường. Phía sau thanh âm lạnh lùng của Triệu Văn Hưng vang lên. Triệu Văn Hưng hơi thở không chút khó khăn, thậm chí giọng nói cũng không chút thay đổi. Thường nhân khi lên núi thì thở hồng học gấp gáp nhưng mà hắn thì không có một điểm gì biến hóa cả. Tần Vũ không nói gì cả, chỉ thở dốc rồi chạy thẳng đến luyện công trường. Khi đến luyện công trường, Tần Vũ cảm thấy hai chân đã phát nhuyễn, không chịu được liền ngồi xuống. "Đứng lên, không được ngồi." Triệu Vân Hân thân hình chớp động đã xuất hiện ở trước mặt của Tần Vũ. Nhẹ nhìn Tần Vũ, sắc mặt so với lúc lên xuống núi cũng không thay đổi tần vũ ở trong lòng xuất hiện một luồng ngạo khí cố giữ cho mình đứng yên quay sang nhìn triệu văn hưng triệu văn hưng gật đầu nói có thể chạy tới đây ngươi cũng đã cảm nhận được cực hạn sinh lý tốt lắm kể từ hôm nay ngươi sẽ chính thức là đệ tử của triệu văn hưng ta triệu văn hưng ý tứ đã rõ ràng nếu nhờ quả thật tần vũ không thể chạy được triệu văn hưng sẽ trực tiếp ly khai không dạy dỗ tần vũ nữa Tần Vũ chỉ nhìn sang Triệu Văn Hưng Không phải là nó không muốn nói Chỉ là lúc này căn bản nó không thể nói ra hơi Đây là lần đầu tiên nó chạy kịch liệt như thế này Đã là ngoại công Dù là thiết sa trưởng hay thiết thối công Hoặc nhấn là thứ khác đều luyện một bộ vị ở trên thân thể Làm cho cứng như thép Lực công kích, kinh nhân Cũng đều là phương pháp công kích Bất kể là loại ngoại công nào Thân thể chính là căn bản thân thể là cơ sở tốc độ nhanh như chớp lực cử ngàn cân chính là tu luyện ngoại công dù bá vương thần quyền hay thiết thối công muốn lợi hại thì phải chịu lao lực chịu văn hưng quả quyết tần vũ lúc này đã bớt thở gấp nghe chịu văn hưng nói liền hỏi lão sư con đã minh bạch rồi thân thể là cơ sở thân thể như là một khối ngọc điều khắc như thế nào thì ra là thế đó thân thể yếu đuối như một khối ngọc bị lẫn tạp chất không tốt. Cho dù là tay nghề cao siêu thì cũng không thể trở thành ngọc tốt được. Triệu Văn Hưng trên mặt hiện lên một nụ cười hiếm hồi nói Tốt lắm, hiểu là tốt rồi. Ta chỉ có thể dạy dỗ người trong thời gian một năm. Trong một năm đó, ta sẽ rèn luyện thân thể của ngươi về các phương diện như là sức lực, tốc độ, sự mềm dẻo, tính bạo phát, khả năng chịu đòn, làm cho thân thể của người không ngừng thay đổi. Còn phương pháp công kích, ta không thể dạy cho ngươi Ta chỉ huấn luyện ngươi cách rèn luyện nên một thân thể hoàn mỹ. Cách sử dụng bản thân để tấn công người khác, sát nhân, ngươi đều phải tự lĩnh ngộ. Phương pháp huấn luyện của ta là phương pháp huấn luyện cực hạn. Chạy được một lúc, ngươi đã cảm thụ được sự cực hạn sinh lý của mình. Nhưng mà so với huấn luyện của ta, thì điều đó chỉ là trò trẻ con thôi. Đương nhiên người có thể bỏ cuộc. Người bỏ cuộc thì ta càng thoải mái. Những binh sĩ của ta tất nhiên thì kiên cường hơn một đứa hài đồng như ngươi rồi. Triệu Văn Hưng lạnh lùng nhìn Tần Vũ nói. Trong mắt của Tần Vũ hiện lên vẻ kiên định. Cực hạn sao? Tần Vũ cảm thấy bản thân thật sự thích cái cảm giác khi vượt qua cực hạn này. Đúng vậy, đó là thích. Lão sư bắt đầu thôi, Tần Vũ ngang nhiên nhìn vào Triệu Văn Hưng Triệu Văn Hưng hai mắt hơi nhướng lên, kính dị khi thấy tầm tính kiên cường của đệ tử Trên mặt hiện lên một nụ cười mãn ý Nhưng mà Tần Vũ đột nhiên hiện lên vẻ khổ sở, hai mắt nhìn sang Triệu Văn Hưng liên tục nói Ê lão sư ơi, có thể cho con nghỉ được không? Chạy một quán dài như vậy mệt chết rồi trước tiện con sẽ uống nước, thì sau đó thì ngâm mình trong ôn tiện rồi để cho ông già già sò bóp cơ thể và cá bắp thịt nữa. Chịu Văn Hưng như hóa đá, trên mặt đanh lại. Lúc này khó có thể hình dung được tâm trạng của hắn tốt hay không. Chỉ là hắn không biết là nên cười hay lên khóc nữa. Trước khi huấn luyện, ta phải nói cho người hiểu rõ tinh túy ở trong phương pháp huấn luyện của ta. Một năm sau, khi ta phải quay về, người cứ chiếu theo tình túy ở trong công pháp huấn luyện mà tiếp tục luyện tập. Triệu Vân Hưng lạnh lùng nhìn sang Tần Vũ nói, nghe thấy hai từ tình túy, Tần Vũ hai mắt sáng lên, liền tập trung tinh thần để nghe giảng. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, thì phương pháp luyện ngoại công có vô số, nhưng mà đại đa phần các phương pháp đó đều phải tu luyện từng bộ phận của cơ thể. Triệu Vân Hưng điềm tĩnh giảng, thời khắc đó hắn phản phất trông như là một bậc đế vương đứng trước giang sơn khi phê bình các phương pháp tu luyện ngoại công khác tần vũ người phải nhớ cho kỹ khi tu luyện ngoại công tất phải nghiên cứu thấu y đạo triệu văn hưng nhìn sang tần vũ nhấn mạnh y đạo sao tần vũ ở trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng mà vẫn ghi nhớ lại ở trong lòng triệu văn hưng tiếp tục nói tại sao con người phải tu luyện chứ thứ nhất là để trường thọ, thứ hai là để tăng cường lực công kích của bản thân. Những người tu luyện ngoại công thì tướng là tay chân cứng như kim cương và đích xác là họ đã đạt được điều đó. Có điều, quyền đầu có cứng như thế nào cũng đâu thể tiếp nhận được chiến đấu chế luyện từ huyền thiết. Tần Vũ hai mắt nhíu lại. Huyền thiết rất là trân quý, khi luyện thành vũ khí thì đích thực rất là lợi hại, hơn xa vũ khí luyện từ thép thường huyền thiết chiến đấu lại càng lợi hại, tuyệt đối có thể hơn cả quyền cước của cao thủ. Ví dụ như màn đóng có thể luyện đến mức cực cao của lực lượng khí lực là vô cùng lớn, cơ thể khỏe mạnh, nhưng mà lại tốc độ thì ngược lại rất chậm. Ta chỉ cần dùng chỉ thủ là có thể áp sát rồi cắt cổ. Triệu văn hưng lạnh giọng, trên thân tự nhiên phát xuất ra một luồng sát khí. Thời khắc đó, Tăng Vũ căn bản không hề hoài nghi lời của Triệu Văn Hưng hai mắt sáng lên lắng nghe Triệu Văn Hưng nói như là nuốt từng lời. Nghiên cứu y đạo thì có thể hiểu được cấu tạo của cơ thể và tự nhiên sẽ biết được công dụng của chúng. Nếu như chỉ tập trung huấn luyện một thứ sẽ cho kết quả không tốt. Lực lượng thì lớn nhưng tốc độ chậm chạp, hoặc giá thì tay chân mạnh mẽ nhưng thân thể thì lại không linh mẫn. Tốc độ nhanh nhưng thân thể cũng phải đạt trình độ cương hãn tương đương triệu văn hưng điềm đạm nói tần vũ thời khắc đó hoàn toàn minh bạch được ý tứ của triệu văn hưng lập tức hưng phấn nói lão sư con đã minh bạch rồi phải luyện tập tất cả các bộ phận để có cơ thể hoàn hảo sao không triệu văn hưng lắc đầu nói nếu muốn luyện tập toàn bộ cơ thể thì ngươi không thể luyện được tần vũ ngạc nhiên toàn thân cơ nhục có rất nhiều và muốn luyện toàn bộ quả thật là rất khó cần phải trải qua kinh nghiệm thực tiễn và biết bao nhiêu thế hệ đã nghiên cứu tìm tòi mong có thể thực hiện được điều này hơn nữa cho dù là có biện pháp thì ngươi cũng không thể thực hiện được muốn sở hữu cả cương nhu ở trong cơ thể thì ngoại công không như vậy không thể chỉ luyện tập mà thành được giống như là ngươi không thể đọc được nếu không suy nghĩ bất cứ luyện tập như thế nào thì cuối cùng cũng không thể phân phối tinh lực được khiến cho mọi sự đều không thành triệu văn hưng lắc đầu nói tần vũ vẫn mơ hồ luyện tập một bộ phận không phải luyện tập toàn thân cũng không phải vậy thì phải luyện tập thế nào mới đúng đây một thân thể hoàn mỹ thì lực lượng phải mạnh tính linh động phải tốt lực bạo phát phải mạnh mẽ tốc độ phải nhanh chóng khả năng chịu đựng phải bền bỉ triệu văn hưng nói ra một loạt cái yêu cầu khiến cho tần vũ nhất thời ngay ra với những cái yêu cầu như vậy thì phải tu luyện như thế nào đây? Triệu Văn Hưng nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của Tần Vũ, liền nở một nụ cười hiếm hoi. Không phải lo lắng, ta tự có biện pháp để huấn luyện ngươi. Tần Vũ đột nhiên liên tưởng đến ưng chảo vương hoặc là thiết thối cao thủ. Một chảo đó có thể dễ dàng khiến cho đá phải nát vụng, thật là một chỉ lực thật sự là khủng khiếp. Nhưng mà chẳng phải là Triệu Văn Hưng đã giải thích lý do tại sao phải huấn luyện cục bộ sao? Lão sư, tại sao ưng chảo công không luyện cả chảo và cước? Tần Vũ hỏi lại. Triệu Văn Hưng nghe Tần Vũ hỏi vậy rất là cao hứng liền đáp. Tần Vũ, ngươi hỏi có lý lắm. Ví như công phu ưng chảo công hoặc là thiết sa trưởng phải tu luyện năng lực thì tất nhiên là phải luyện chỉ lực rồi. Nhưng mà ngoại trừ cái thứ đó ra thì còn phải thường xuyên sử dụng dược tủ để cho hai tay hấp thụ dược lực của dược tủ không lúc nào ngừng, khiến cho thủ trưởng cứng như thép. Tần Vũ nghe vậy bèn gật đầu. Nó đã hiểu qua phương pháp tu luyện ngoại công chính là không ngừng tu luyện lực lượng, đồng thời thì bên ngoài phải dùng dược tủ để cho thủ trưởng trở nên cứng cáp và nhiều thứ nữa. Luyện tập như vậy đơn giản chỉ là sự ngu ngốc. Triệu Văn Hưng đột nhiên mắng chửi, thái độ đối với các phương pháp huấn luyện đó rất là khinh thị lão sư ưng chảo công vô cùng lợi hại tại sao lại là sự ngu ngốc chứ tần vũ ý nghĩ thành thục hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi mặc dù chỉ là một đứa bé nhưng nó đã thấy ưng chảo công và thiết sa trưởng vô cùng lợi hại nên không thể hiểu được ý của triệu văn hưng triệu văn hưng kiêu hãnh nói ưng chảo công sao thiết sa trưởng ư à? sử dụng dược tủ, thậm chí là cả độc tính để làm cho da biến thành cứng rắn. Chịu cảm giác đau đớn, đơn giản chỉ là để trở thành một thứ hậu thủ. Tần Vũ, ngươi nhìn ta đây. Triệu Văn Hưng đưa tay phải ra, tay phải của hắn vẫn là bình thường, thậm chí còn có cảm giác mềm mại. Chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên. Không thể biết được tại sao ở trên tay Triệu Bạch Hưng lại xuất hiện một đôi hộ thủ. Triệu Văn Hưng lạnh lùng nói, hộ thủ này là làm từ tơ thiên tầm tuy rằng nó rất chân quý khác hẳn với phàm vật ở chỗ đã được kết hợp với huyền thiết nhưng chỉ cần thời gian lâu ngày là có thể sở hữu được tần vũ sinh ra tại vương phủ tự nhiên hiểu rất rõ có rất nhiều vật phẩm kết hợp với cương thiết bình thường hộ thủ bằng tơ thiên tầm này kết hợp với huyền thiết thì quá thật là có không nhiều bắt quá vẫn không thể được gọi là bảo vật Bảo vật chính là để gọi tất cả nhân thứ thu hoạch được từ trong Hồng Hoang Vô Biên. Ví dụ, ở trong Hồng Hoang Vô Biên có rất nhiều yêu thú vô cùng lợi hại. Mỗi yêu thú đều có thể sánh ngang với tiên thiên cao thủ, thậm chí có khi còn lợi hại hơn cả thượng tiên. Nhưng bộ phận của chúng như là da, lông hoặc là móng vuốt sừng đều chính là bảo vật cao cấp. Tơ thiên tầm mềm dẻo vô cùng lại có thể bền chắc hơn cả chảo thủ của ương chảo vương. Triệu Văn Hưng cầm một khối đá lên Tay phải dùng lực Chỉ thấy khối đá đã tan thành bụi phấn Thậm chí so với ưng chảo vương Còn lợi hại hơn Triệu Văn Hưng nhìn sang Tần Vũ nói Tần Vũ Chỉ lực của ta không yếu hơn ưng chảo vương Chỉ lực thì phải tu luyện Nhưng không cần thiết phải biến da thịt của bản thân Thành cứng rắn Người đã minh bạch ý tứ của ta chưa Tần Vũ gật đầu Nhưng mà lại nghi hoặc hỏi lại Lão sư, ý của người lạ có thể dùng hộ thủ để bảo hộ thủ trưởng không cần giống như là luyện ương chảo công hoặc là thiết sa trưởng khiến cho da thịt biến dạng sao nhưng mà luyện như vậy có lợi còn thân thể thì sao đây chẳng nhẽ con phải mặc giáp khi đối phó với địch nhân ư triệu văn hưng hai mắt sáng rực gật đầu tán thưởng dạy dỗ một đệ tử thông tuệ như thế này quả thật là rất thoải mái nhiều việc chỉ cần nói một lần đã hiểu để bảo hộ thủ trưởng, không để cho thủ trưởng hoàn toàn cương hóa. Khi công kích thì tay có thể cầm đao, cầm kiếm và sử dụng các loại vũ khí đó sẽ bảo hộ được thủ trưởng. Phải giữ cho xúc giác của tay được bảo trì ở trạng thái hoàn mỹ nhất, chính là mục đích tu luyện của cao thủ. Thậm chí có rất nhiều cao thủ ngầm tay ở trong sữa hàng ngày để giữ trạng thái hoàn mỹ của xúc giác. Triệu Văn Hưng trả lời, Tăng Vũ lập tức cảm thấy bất ngờ. Khi công kích, thì có thể sử dụng vũ khí, đào kiếm đều cần bàn tay sử dụng. Khi xúc giác ở vào trạng thái hoàng mỹ thì hoàn toàn không cần cương hóa thủ trưởng để xúc giác và thủ trưởng tương hỗ thì tự nhiên có thể khống chế sự chính xác khi xuất đào kiếm. Khi là sát nhân thì không cho phép có một chút bất cẩn nào. Đối với chân thì lực bạo phát phải mạnh, tốc độ phải nhanh hơn nữa, phải rất là linh mẫn Bất kể là chiến đấu với cao thủ hay là đang ở trong Thiên Quân Vạn Mã, nếu hai chân có thể đạt tới tốc độ cực nhanh, độ linh mẫn đạt tới mức tối cao, thì thậm chí ngay cả trong Thiên Quân Vạn Mã cũng có thể không bị thương tổn." Triệu Văn Hưng nói. "Chân chính là yếu tố quyết định thần pháp của mỗi cá nhân, tốc độ, lực bạo phát và phản ứng linh mẫn đương nhiên là điều trọng yếu." Tân Vũ thời khắc đó rất là hưng phấn tha hồ mà tự tưởng tượng ra cảnh mình di chuyển liên tục giữa thiên quân vạn mã. Đưa tay là có thể xác địch, mà địch nhân không thể đụng vào một sợi tóc của bản thân. Đối với thần pháp và tốc độ thì chân là vô cùng trọng yếu. Tay thì phải có tốc độ cực nhanh và có sự linh hoạt. Sức mạnh không được như chân thì có thể sử dụng vũ khí để công kích. Chân thì khác, cơ bắp của bản thân ở chân cương đại hơn ở tay nên lực công kích cực lớn. Hơn nữa thần pháp quyết định bởi sự di chuyển Cả hai chân đều phải chầm ổn Đối với thần trên thì phải giữ được trọng tâm của cơ thể Ngày huấn luyện thứ nhất của Triệu Vân Hưng Đã truyền cho Tần Vũ hiểu được phương pháp huấn luyện tinh túy tối cơ bản của bản thân Và những nguyên lý tối cơ bản Tần Vũ lắng nghe cẩn thận Mỗi lời nói của Triệu Vân Hưng đều khắc sâu ở trong trí não Trao đổi một lúc Tân Vũ đã hoàn toàn hiểu nguyên lý huấn luyện của mỗi lão sư. Đồng thời Tân Vũ càng bội phục Triệu Văn Hưng hơn. Hắn hoàn toàn xác định nếu theo phương pháp tập luyện của Triệu Vân Hưng, tuyệt đối luyện ra một thân thể hoàn mỹ. Sức mạnh, tốc độ, linh mẫn thêm vào sự hài hòa hoàn hảo. Thợ muốn lành nghề tất là phải có đồ tốt. Luyện tập một thân thể hoàn mỹ, sau này lại huấn luyện công kích, các phương pháp giết người cỏ sắc tốt và quyết tâm chẳng lẽ không luyện được đào tốt sao sau đó huấn luyện bắt đầu vân vụ sơn trang trên đông lam sơn cách trăm mét có một hồ nước rất đẹp triệu văn hưng đứng tại ven hồ bên cạnh của hắn có một đồng hồ quả lắc cái đồng hồ quả lắc này do một cao thủ kỳ quan tinh vi chế ra vì chế tạo khó khăn chỉ có con nhà quý tộc mới có được đồng hồ quả lắc chia ra làm 24 tiếng, 12 phần, mỗi phần 60 phút. Nhanh nào, bơi nhanh hơn nữa. Triệu Văn Hưng lạnh lùng nói. Tại giữa hồ có một thân hình không ngừng di chuyển, đó chính là Tần Vũ. Theo lời của Triệu Văn Hưng, bơi tùy đơn giản, thực ra là một phương pháp cực tốt bồi dưỡng sự hài hòa của thân thể. Vì thế Tần Vũ được lệnh bơi ở trong hồ không ngừng nghỉ. Ây trời muốn ngừng quá đi. Tần Vũ cắn chặt răng không ngừng huy động tay hai chân cùng đạp nước. Hắn đã bơi tới bơi lui 10 lần. Cái hồ này tới lui khoảng 200 mét. 10 lần tới lui đã là 2.000 mét. Tần Vũ lúc trước thường tắm tại ôn tuyền. Giữa ôn tuyền, mực nước cũng rất sâu. Tần Vũ thường bơi ở đó. Kỹ thuật bơi rất tốt. Nhưng mà bơi không ngừng nghỉ như thế này. Thêm vào lại phải bơi ở trong sự gò bó về thời gian. Đối với Tần Vũ mà nói thật sự là quá khó khăn. Chân tay nhức mỏi, chí ốc căng ra. Phụ vương, mỗi lần nhớ đến khuôn mặt tươi cười của phụ vương, Tân Vũ lại cắn răng kiên trì chịu đựng. Dù cho đã đạt tới cực hạn, nhưng mà hắn vẫn kiên trì như trước. Nhanh, nhanh lên một chút nữa nào. Triệu Văn Hưng không một chút cảm tình lạnh lùng mà thúc. Ánh mắt của Tần Vũ có một chút cứng cỏi nhìn về phía trước, nghe thấy lời của Triệu Văn Hưng, Tần Vũ tự nhủ phải nhanh lên. Sau đó thì tâm trạng của Tần Vũ đang căng thẳng, đột nhiên như được giải phóng. Hai tay, hai chân dường như lại có khí lực. Tần Vũ cảm nhận rõ ràng, từ trong thân thể không ngờ là sản sinh ra một luồng sức mạnh. Luồng sức mạnh này không biết tới từ đâu, như là tự nhiên sinh ra. Ánh mắt của Tần Vũ đầy hưng phấn, vượt qua cực hạn. Hắn tận hưởng cảm giác này, mỗi lần vượt qua cực hạn, thân thể không một chút khí lực một lần nữa lại sinh ra một luồng sức mạnh. Hắn thậm chí cảm nhận được thân thể đang biến hóa, khơi dậy tiềm năng từ tận cùng của thân thể. Tốt, chậm 3 phút. Triệu Văn Hưng nhìn ra giữa hồ lãnh đạm nói. Tần Vũ gặp khó khăn khi vào bờ, lúc này hắn khó mà di động, đặc biệt là hai tay đã không cử động được, chân thì đau nhất. Tần Vũ thở dốc, tận lực hít thở không khí trong lành Cố để thân thể phục hồi nhanh hơn một chút. Ngươi chậm 3 phút, hiện tại phạt ngươi chạy từ đây về Tây Uyển, sau đó tại luyện công trường ở Tây Uyển xuống tấn 100 lần." Triệu Văn Hưng ra mệnh lệnh. "Hả, chạy từ đây về Tây Uyển sao, lại còn..." Tần Vũ thở không ra hơi, nhìn Triệu Văn Hưng nghi ngờ, lúc này chân của hắn không bước nổi. Triệu Văn Hưng không ngờ lại bắt hắn chạy, lại còn xuống tấn 100 lần nữa người có ý kiến gì không? Triệu Văn Hưng bình thản nói, ấy con có ý kiến vượt qua cực hạn của thân thể có thể tôi luyện thân thể, nhưng mà nếu vượt qua quá nhiều lần, thân thể của con hết cỡ thật đó, con cảm giác đã tới cực hạn, bây giờ không thể luyện tiếp nữa. À, lão sư lúc bơi con đã hai lần cảm thấy cực hạn rồi, con cảm thấy không chịu được một lần nào cực hạn nữa đâu. Tần Vũ nhìn thẳng Triệu Văn Hưng, Triệu Văn Hưng lạnh lùng nói. Ta là lão sư, mệnh lệnh của ta, người không được không phục. Nếu người cảm thấy phương pháp huấn luyện của ta có vấn đề, không muốn tiếp tục huấn luyện, ta có thể lập tức ly khai. Người cái loại đồ đệ lười biến, ta không quan tâm. Sắc mặt của Tần Vũ biến động. Nhưng sau đó thì Tần Vũ nhìn chịu Vân Hưng, hít sâu một hơi, cố gắng điều khiển hai chân bước đi. Bước đầu tiên thật sự là kinh khủng, đầu nhất dữ dội. Nhưng chạy được một lúc, chân đã bắt đầu có khí lực. Ê, chuyện gì thế này Tần Vũ sửng sốt Triệu Văn Hưng phía sau khóe miệng có chút hài lòng Tên tiểu tử này Tưởng ta không biết cực hạn thật sự của ngươi sao Sau khi bơi Hai tay của ngươi dụng lực so với chân thì hơn nhiều Bản thân cơ chân so với tay Lại phát triển hơn Tay đã chịu được Chân cũng có thể tiến hành huấn luyện tiếp một đợt Lại nhớ đến bộ dạng chất vấn của Tần Vũ vừa xong Triệu Văn Hưng cười nhẹ Tên tiểu tử này vừa cười vừa lắc đầu Chiều Văn Hưng theo sát sau Tần Vũ Buổi tối tại ôn tuyền ở Tây Uyển Vừa trải qua một ngày cực hạn huấn luyện Lúc này Tần Vũ ngâm mình ở trong ôn tuyền Cảm thấy cơ bắp rã rời Thậm chí còn cảm thấy cơ bắp đang có biến đổi Tần Vũ nét mặt thoải mái Cảm xúc chào lên vùng hai tay nói lớn Cả ngày cuối cùng cũng thật sự được hưởng thụ rồi tiểu hát cũng luyện tập cánh ở bên cạnh không ngừng dường như cũng rất là cao hứng triệu văn hưng sắc mặt uy nghiêm đi tới dừng lại bên bờ ôn tuyền nói ôn tuyền tại vấn vụ sơn trang này có tác dụng trị liệu cực kỳ hữu hiệu đối với thân thể của người rất có lợi sau khi ngươi ngâm mình ba tiếng người tới chỗ của ông lão tiên sinh bóp rượu thuốc hấp thu dược tính ở trong rượu thuốc đối với thân thể của người cũng rất tốt dạ rõ Lúc này Tần Vũ đang rất dễ chịu Hùa tay nói bừa Triệu Văn Hưng cũng không để ý Quay đầu bước đi Trên luyện công trường Triệu Văn Hưng đứng ngay ngắn Tần Vũ cũng đã tới một lúc lâu Chuyện này Tần Vũ không thể muộn được Nói cũng lạ Dù ngày hôm qua huấn luyện đạt tới cực hạn Nhưng qua hiệu dụng của ôn tuyền Lại thêm công hiệu của dược tủ Hôm nay không ngờ sức lực vẫn tràn đầy ngoại công có thể tập luyện đến cực hạn, quái lạ là lại toàn là đệ tử con nhà phú gia quyền thế. Triệu văn Hưng cảm thán Tu luyện ngoại công không ngừng vượt qua nhục thể cực hạn, nhưng mà không phải thân thể chỉ có đơn giản sản sinh ra lực lượng, nó đồng thời cũng cần hấp thu năng lượng. Phú gia đệ tử ăn uống đại bổ, ăn thức ăn đặc biệt có dược tính tốt, lại thêm dược tủ chân quý, còn mời được cao thủ y đạo sò bóp giải trừ đau nhất có điều kiện như vậy, luyện ngoại công tự nhiên sẽ khác. Hiện tại chúng ta tiến hành huấn luyện sức mạnh, cầm thiết bổng, tiến hành xuống tấn, trước tiên là 100 lần. Triệu Văn Hưng tùy ý chỉ một cây thiết bổng. Cây thiết bổng đó tính ra không nặng lắm, khoảng trên dưới 10 cân. Đối với người lớn thì không phải nghĩ, nhưng đối với một đứa trẻ 8 tuổi như Tần Vũ thật sự là khác biệt. Tần Vũ hai tay dụng lực, một tiếng nặng thiết bổng tới tầm ngực rồi hi hi cười nói, lão sư thoải mái lắm. Hoàn thành một trăm lần đi rồi hãy nói. Triệu Văn Hưng nghiêm túc nói. Tân Vũ bắt đầu xuống tấn, lúc mới bắt đầu rất dễ. Chẳng phải có mọi việc là đứng thẳng người rồi lại ngồi xuống sao. Nhưng mà sau 30 lần liên tiếp, Tân Vũ cảm thấy hai chân đầu nhất. Cố thêm 10 cái nữa, chân đứng đã run rẩy Một trăm lần sao? Chỉ 40 lần Tân Vũ cũng khó mà chịu nổi. Hey, hít mạnh một hơi Tranh thủ lúc đứng Cờ chân phục hồi một lúc thì Tần Vũ tiếp tục xuống tấn Sau cái khuôn mặt thống khổ Ánh mắt của Tần Vũ sáng lên ngoan cường Không ngừng cắn răng kiên trì Thở tới lần thứ 70 Tần Vũ thậm chí cảm thấy Bước chân không đủ sức đứng vững Đột nhiên hét lớn lên một tiếng Cố vận hết sức Không ngờ đứng được Trong mắt của Tần Vũ lóe lên một tia lửa Đó là tia lửa hưng phấn lại là một tiếng hát lớn nữa, Tân Vũ lại tiếp tục đứng lên tiếp. Mỗi một tiếng thét là mỗi một lần nỗ lực sử dụng sức mạnh tiềm tàng ở trong hai chân. Hai chân dần dần nóng lên, một luồng sức mạnh từ sâu ở bên trong cờ bắp bùng lên như là phép màu, Tân Vũ hét lớn lên một tiếng cuối cùng, hắn không ngờ đã hoàn thành đủ 100 lần. Tân Vũ bước chân siêu vẹo, nhờ có thể ngã ra bất cứ lúc nào, nhưng trong mắt của hắn bừng cháy vẻ hưng phấn bên cạnh Triệu Văn Hưng bí mật gật đầu. Hiện tại bây giờ tiến hành huấn luyện chỉ lực. Triệu Văn Hưng nét mặt uy nghiêm như trước, cơ bản không cho Tần Vũ một chút thời gian nghỉ ngơi, ra lệnh ngay. Thật ra thì huấn luyện được Triệu Văn Hưng thiết kế rất là bài bản. Vừa rồi Tần Vũ tuy bước chân đã đã rời, nhưng hai tay vẫn chưa đạt tới cực hạn. Triệu Văn Hưng tiện thể tiến hành huấn luyện chỉ lực. Lão sư chỉ lực là huấn luyện cái gì? Tân Vũ tuy bước chân đã chẳng còn khí lực Nhưng vẫn hì hì cười hỏi Triệu Văn Hân Tân Vũ càng ngày càng thích cái cảm giác mỹ diệu lúc vượt qua cực hạn Trong khoảnh khắc vượt qua cực hạn đó Hắn cảm thấy một thứ kích thích sinh mệnh Đúng, cái cảm giác đó thật là kỳ lạ Chỉ lực, biện pháp tốt nhất là luyện riêng từng ngón tay Nhưng mà hiện tại chỉ lực của người rất yếu Đầu tiên chiếu theo phương pháp thiết sa trưởng đây là găng tay thiên tàm ti Trước tiên người đeo vào Luyện chỉ lực tuyệt đối không được để cơ nhục Ở trên tay bị tổn thương Triệu Văn Hưng sớm đã chuẩn bị găng tay thiên tàm ti Đưa cho Tần Vũ Tần Vũ vui vẻ nhận găng tay thiên tàm đeo vào tay Đây là các biển trắng Hai tay của ngươi dùng toàn lực xúc vào Không được ngưng Chờ tới lúc ta bảo ngưng mới được ngưng Triệu Văn Hưng đứng ngay cạnh chậu cát trắng nói Rõ lão sư Tăng Phú nghĩ kiểu huấn luyện này như là chơi đùa Nhưng mà hai chân đau nhất Cố nhịn đau Cắn răng bước tới cái chậu cách đó 10 mét Tăng Vũ mang găng thiên tàm ti Không ngừng xúc xuống Lần nào cũng rất là nỗ lực Tăng Vũ không kiềm chế được than lên một tiếng Tùy có găng tay thiên tàm ti bảo vệ ngón tay Nhưng mà mỗi lần xúc tay vào cát Hành động đó thật sự đã ảnh hưởng không nhỏ lên tay Xúc nhanh đến cùng cực Lực cản của Bạch Sa phản lại làm cho ngón tay của Tần Vũ dần dần nhất kinh khủng. Tần Vũ không còn cách nào liền bí mật giảm độ sâu của cú súc. Bình thường xúc tới tận đáy, nhưng mà hiện tại xúc bình thường, dễ chịu hơn rất nhiều. Súc tới đáy, không được lười. Triệu Văn Hưng uy nghiêm nói. Tần Vũ giật mình, chỉ cắn răng tiếp tục chịu đựng. Dù Tần Vũ thích cái cảm giác vượt qua cực hạn, nhưng mười ngón tay nói liền tới tim, mười ngón tay đầu nhất không ngừng làm cho hắn thật sự là đau đớn. Hắn chỉ là một hài đồng tám tuổi, lại còn là con thứ ba của chấn đông vương địa vị tôn quý, trước đây có bao giờ phải chịu khổ đâu? Bàn tay mạnh mẽ chọc thẳng xuống tầng cung, sự đau đớn mãnh liệt làm cho nước mắt của tần vũ không kìm được mà trào ra. triệu văn hưng bình thản nhìn, nhìn đứa trẻ mới chỉ tám tuổi rơi lệ không ngừng xúc tay vào chậu cát. Triệu Văn Hưng dường như không có một chút tình cảm, không ngừng thúc giục. Khóc, nhưng vẫn phải xúc. Luyện tập đã được nửa ngày. Mỗi ngày luyện tập, mỗi ngày hấp thu thực phẩm một tăng, làm cho thân thể của Tần Vũ cường tráng hơn rất nhiều so với trước đây. Dưới thác nước tại Đông Lam Sơn. Triệu Văn Hưng song phi, đã bày mấy khối đá lớn rơi xuống thác nước. Lúc này dưới thác nước những khối đá đã tạo thành một nơi mà người có thể đứng được. Thác nước từ trên cao đổ xuống, đập vào trên mặt của đá, tóe ra vô số bụi nước trắng. Hai chân vững như núi, di chuyển nhanh như điện. Thác nước này không kể là lớn, xuống tấn đã lâu như vậy mà bước chân của ngươi cũng khả dĩ có thể trụ được dưới thác nước này. Triệu Văn Hưng chỉ vào thanh thạch nói, đứng lên đó nhất định phải đứng vững. Thác nước này không kể là lớn nhỉ, Tần Vũ ngước nhìn rất cao nơi thác nước đổ xuống. Sức đẩy mạnh mẽ đập lên trên tảng đá, phát ra tiếng nổ dễ sợ. Thác nước này không kể là thác nước lớn, còn cái thác nước nào lớn nữa chứ. Trải qua nửa năm huấn luyện xuống tấn, lúc này cước bộ của Tần Vũ so với quá khứ không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Vâng, Tần Vũ chậm chậm dừng lại bên thanh thạch. Thác nước đổ xuống, ở bên cạnh thanh thạch áp lực tất nhiên là không lớn. Tăng Vũ đứng tại bên cạnh của thanh thạch, gồng bước chân, xem ra có thể dễ dàng chịu được áp lực này. Đứng vào giữa. Triệu Văn Hưng lạnh lùng nói. Tăng Vũ chẳng còn cách nào khác, chỉ đành từ từ di chuyển bước chân, hướng trung tâm mà bước. Càng tới gần giữa, áp lực nước chảy xuống càng mạnh. Tăng Vũ đã cảm thấy thân thể đã bắt đầu bị đẩy lùi, nhưng vẫn chưa tới vị trí trung tâm. Ấy không ổn rồi, tần vũ cảm thấy thân thể lắc mạnh bước chân không chủ nổi bị đẩy văng xuống hồ tiếp tục triệu văn hưng bình thản nói trời đêm tần vũ nằm tại ôn tuyền hai mắt như thể đang khép hờ ngay ngay lúc tại ôn tuyền là lúc tần vũ thoải mái nhất trước đây không hề có cảm giác này nhưng hiện tại mỗi ngày đều rèn luyện tới cực hạn lúc này tại ôn tuyền toàn thân cơ bắp đang ê ẩm thật là khỏe người tiểu hắc sâu hơn nửa năm chỉ thấy trên đầu của nó đột nhiên xuất hiện một nhóm lông màu vàng những chỗ khác vẫn đèn như trước tốc độ lớn của tiểu hắc thật sự rất chậm so với những con ưng bình thường lúc này tiểu hắc cũng tại bờ ôn tuyền chạy tới chạy lui loạn lên tần vũ đã ngủ ngủ tại ôn tuyền Ba ngày hắn huấn luyện cả ngày buổi tối ngâm mình trong ôn tuyền 6 tiếng ngâm mình trong ôn tuyền ngủ luôn chờ tới nửa đêm nhờ ý đạo cao thủ ông nhàn giúp hắn sờ bóp dược tủ. Sau đó thì Tần Vũ tiện thể đi đọc sách. Có thể nói hắn không lãng phí dù chỉ một chút thời gian nào. Bên bờ ôn tuyền đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chính là Liên Ngôn và Triệu Văn Hưng. Hai người nhìn chăm chú vào Tần Vũ đang ngủ. Tiểu Vũ còn chưa đủ 9 tuổi, vẫn còn là một đứa bé. Nhìn khóe miệng Tần Vũ còn chảy ra nước giải, lại thêm khuôn mặt nhỏ non nớt, Liên Ngôn cảm thấy nhẫn tâm, chăm lo cho Tần Vũ từ lúc bé, Liên Ngôn hoàn toàn coi Tần Vũ như là tôn tử của chính mình. Triệu Văn Hưng hiếm khi cười, nhìn Tần Vũ gật đầu nói: "Tiểu Vũ, nó là một hài tử kiên cường phi thường, tạo huấn luyện tuyệt đối đạt tới cực hạn của nó, nếu như vượt qua giới hạn đó, thân thể của nó có thể ngã gục, nó không ngờ lại chịu được." Trước đây lúc vương gia để cho ta luyện quân Ta chọn 10 vạn người ở trong đại quân tiến hành cực hạn huấn luyện Hoàn toàn đạt tới cực hạn của một quân nhân bình thường Nhưng thật sự chiếu được một năm Chỉ có khoảng 1 nghìn người Chịu vần hưng lúc đó huấn luyện quân sĩ Đa số quân nhân bình thường không được ăn uống Thuốc thang bồi bổ như là tầng vũ Lại thêm ôn tuyền giải trừ mệt mỏi rồi có cao thủ y đạo giúp xoa so bóp vân vân nữa nhưng mà những quần nhân đó đều là người trưởng thành còn tần vũ chỉ là một hài tử một hài tử có khả năng chịu được kiên trì như vậy càng làm cho triệu văn hưng ngạc nhiên hơn nhìn dáng vẻ say ngủ của tần vũ liên ngôn và triệu văn hưng mỉm cười rồi bỏ đi chỉ còn lại tần vũ ngủ say như trước hồn nhiên không biết có người tới miệng khép hờ trên khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc khóe miệng chảy ra nước dãy có thể trong giấc mơ Hắn và phụ vương đang ở cùng nhau Phụ vương hai năm trôi qua Đã quá nhanh chưa một lần tới Huấn luyện chạy mang theo vật nặng Huấn luyện xuống tấn mang vật nặng Huấn luyện bước chân dưới thác nước Khả năng chống chịu liên tục được huấn luyện tới cực điểm Luyện quyền dưới trợ lực của thác nước Hoạt động mỗi ngày đều đeo thêm vật nặng Huấn luyện sự linh hoạt Huấn luyện chỉ lực Huấn luyện phản ứng linh mẫn huấn luyện tốc độ. Các phương pháp huấn luyện chiếu theo một quy luật nhất định. Triệu Văn Hưng tiến hành huấn luyện cho Tần Vũ tất cả các lĩnh vực. Tần Vũ dưới sự huấn luyện của Triệu Văn Hưng không ngừng đột phá cực hạn sinh lý, kỹ năng thân thể cũng nhanh chóng đề cao. Một năm sau, Tần Vũ 9 tuổi mặc quần dài, nửa thân trên cởi trần, cơ bắp toàn thân hắn không nở mà hiện lên một vẻ lù luyến hoàn hảo, trông giống như là một con báo săn. Tần Vũ, người ý chí kiên cường, cất hán huấn luyện gì cũng không phải lo nữa. Điều quan trọng nhất vẫn là ý chí kiên cường. Triệu Văn Hưng nhìn Tần Vũ, nở nụ cười chưa từng thấy ở trên Tần Vũ. Lão sư phải trở về quân đội, hãy nhớ, cực hạn, thách thức cực hạn. Chừng nào người không ngừng nỗ lực, người cuối cùng nhất định sẽ có ngày thành công. Tần Vũ nhìn lão sư ở trước mắt, một năm qua, Tần Vũ thậm chí còn thầm trách lão sư vô tình. Mỗi lần Tần Vũ không ngừng rơi lệ lúc huấn luyện. Nhưng mà hôm nay nhìn khuôn mặt của lão sư tươi cười thỏa mãn. Hắn đột nhiên hiểu ra tất cả. Lão sư con nhất định không làm người thất vọng. Tần Vũ nhìn Triệu Văn Hưng kiên quyết nói. Triệu Văn Hưng hài lòng gật đầu. Sau đó lập tức quay người. Bước dài bỏ đi. Trực tiếp ra khỏi văn vụ sơn trang. Liền có một tiếng liệt hổ gầm vang. Mắt của Tần Vũ đã hơi đỏ. Tần Vũ hiểu, bắt đầu từ hôm nay, hắn một mình cô độc sẽ tự huấn luyện bản thân. Bên trong Hồng Hoang vô biên là núi non trùng điệp, cây cối chen chúc nhau mọc, yêu thú ẩn tàng sâu ở trong đó. Diện tích của Hồng Hoang là rất lớn, căn bản không thể hiểu hết được. Tại Đông vực Tam quận tổng cộng được biết đến có 60 vạn đại quân thì có đến 40 vạn quân đồn chú ở gần Hồng Hoang. 20 vạn đại quân còn lại thì đóng tại Hắc Thủy Sơn Mạch. Hắc Thủy Sơn Mạch có đến gần 20 vạn sơn tặc, chính là nơi sơn tặc tập trung nhiều nhất ở trong thiên hạ. Vì sơn tặc thập phần tinh thông thông đạo địa hình của Hắc Thủy Sơn Mạch, lại chiếm hữu địa lợi nên chấn Đông Vương phải để cho 20 vạn đại quân đồn chú ở bên ngoài của Hắc Thủy Sơn Mạch nhằm chấn áp Hắc Thủy Sơn Tặc gần hồng hoang là thiết phong thành tại một gian phòng ở trong phủ đệ uy nghiêm thời khắc đó chấn đông vương tần đức đang yên lặng đọc sách vương gia triệu văn hưng đứng ở ngoài cửa cuối người nói văn hưng người tới đây tần đức căn bản không hề quay đầu mà trực tiếp nói triệu văn hưng vào phòng ngồi một bên yên lặng chờ tần đức phát thoại đối với chấn đông vương tần đức thì trong lòng của Triệu Văn Hưng vô cùng sùng kính. Tân Đức hạ sách xuống, quay sang Triệu Văn Hưng nở một nụ cười nói. Văn Hưng, ngươi đã dạy dỗ Vũ Nhi của một năm rồi, nói cho ta nghe xem thử Vũ Nhi có tiền đồ về ngoại công không? Vương gia, dạ, tam điện hạ khắc khổ phi thường, nỗ lực phi thường, nghị lực thì kiên định tuyệt là không kém những người đã thành niên. Triệu Văn Hưng tức thì trả lời, trên mặt của Tần Đức xuất hiện một nụ cười. Triệu Văn Hưng tiếp tục nói: Tam Điện Hạ thiên sinh từ chất thông tuệ, có thể tu luyện ngoại công đến cực trí. Đại đa số đều là người có tư chất trời sinh cực cao, có ôn tuyền ở văn vụ sơn trang bồi dưỡng, lại thường xuyên sử dụng các dược liệu trần quý. Tam Điện Hạ hoàn toàn có hy vọng đạt được ngoại công cực trí. Ngoại công cực trí gần với hậu thiên cực trí và tiếp cận với tiền thiên cảnh giới. Ngoại công tu luyện như vậy, cho dù gặp đối thủ là nội công tiên thiên tiền kỳ cao thủ thì cũng có thể bình thủ. Cần bao nhiêu lâu? Tần Đức hỏi lại. Triệu Văn Hưng tư lự một lát rồi nói: "Phải cần khoảng 30 năm, đấy là nếu như Tam Điện Hạ tu luyện nhất mật kiên trì. Khi tu luyện ngoại công, càng về sâu thì càng khó tiến bộ. Ví như lực khí, Tam Điện Hạ tu luyện 10 năm thì một tay có thể nâng được 3-400 cân không thành vấn đề. Muốn đạt đến ngoại công cực chí, một tay có thể nâng 7-800 cân thì càng về sâu càng gian nan. 30 năm là một khoảng thời gian tương đối để đạt được mức đó. Tần Đức lắc đầu thở dài. 30 năm là quá dài rồi, bất quá 10 năm đã có năng lực tự bảo vệ bản thân thì rất tốt. Được rồi, Vân Hưng, người có thể lui. Tần Đức nói xong, Triệu Văn Hưng lập tức cúi người nói Thuộc hạ cáo lui Sau khi Triệu Văn Hưng rời khỏi Thì gian phòng chỉ còn lại một mình Tần Đức lưu lại ở bên trong Rất lâu sau đó Trong căn phòng chỉ vàng lên tiếng thở dài Phía dưới thác nước Tần Vũ đang chầm ổn mã bộ Kiên trì như tảng đá chống lại sức nước Cảm giác thác nước trùng trùng lực đẩy Ở trong lòng của Tần Vũ Tự nhiên hiện lên một sự phấn khích và bắt đầu tiến hành tu luyện. Được Triệu Văn Hưng chú trọng rèn luyện năng lực chịu đựng của cơ thể, lại thường xuyên được sử dụng dược tủ khắp toàn thân, nên lúc này năng lực chịu đựng của Tần Vũ là không nhỏ. Nói cách khác, căn các bản nó có thể chịu được công kích trùng trùng của thác nước. Kiên trì Liên tục tự ở trong lòng của Tần Vũ tự vang lên câu nói đó. Triệu Văn Hưng đã không còn ở đây không có ai yêu cầu nó cả và có lúc thì Tần Vũ đã có ý định thu lại ý niệm ban đầu. Một mình cô độc tự huấn luyện không có ai giáo huấn, hơn nữa nó mới chỉ là một hài tử, bất quá ý niệm vừa bắt đầu đã bị bóp nghẹt. Tự so sánh với đại ca, tự so sánh với nhị ca, thậm chí là tự so sánh với bản thân với cả phụ thân thì nó không thể lười biếng, không thể yếu hàng. Bản thân là con cháu của Tần gia thân là nhi tử của chấn đông vương tần đức tự nhiên là không thể là kẻ yếu đuối nỗ lực kiên trì kiên trì cảm thấy chân của mình phát nhuyễn trong lòng của tần vũ không ngừng tự nhắc nhở bản thân tần vũ có thể cảm nhận được từng chuyển động của cơ thịt mỗi khi kiên trì thì sâu ở trong cơ thịt lại tái phát xuất hiện một lực lượng đột nhiên bị lùi lại một bước tần vũ làm vang lên một tiếng ầm và rơi vào trong hố nước. Tại luyện công trường, chung quanh có rất nhiều bao cát lớn, tổng cộng có 6 bao cát. Tần Vũ đang đứng yên tại trung tâm. Hãy! Tần Vũ hét lên một tiếng lớn, mạnh mẽ tung một quyền vào phía trên của bao cát đầu tiên, sau đó liên tục đánh vào các bào cát xung quanh. Các bào cát đó lập tức chuyển động hỗn loạn. Chúng chuyển động không theo quỹ đạo nào cả, những bao cát căn bản không bằng phẳng khi va đập vào những bao cát lập tức quỹ đạo liền thay đổi tần vũ hai mắt phát sáng hai tay nhanh chóng kích vào các bao cát mỗi khi chúng chạm vào nhau đổi hướng điều này sẽ huấn luyện tốc độ phản ứng tốc độ phản ứng kết hợp với cơ thịt đồng thời sẽ tạo thành một phản ứng đã qua huấn luyện để nâng cao khả năng phản xạ Cao thủ chiến đấu với nhau, sinh tử chỉ trong đường tơ kẻ tóc, thì chỉ cần phản ứng nhanh nhẹn hơn thì lập tức có thể đoạt tính mạng của kẻ địch. Cùng với tốc độ tấn công của Tần Vũ tăng lên, thì những bao cát lại càng chuyển động nhanh hơn. Tần Vũ đã cảm nhận được áp lực tăng lên, đột nhiên phía sau bị kích chúng khiến cho Tần Vũ không tự chủ mà loạn chọn đồng thời ba bốn bao cát khác cũng kích chúng thân mình của nó Tần Vũ ngã lăn ra đất, xương cốt như tan ra từng mảnh. Tần Vũ hớp một hơi thành khí, rồi nhìn lại đầu gối. Đầu gối của nó đã bị ma sát, làm bị thương và máu đang tuôn ra. Trên mặt đá có dấu máu hiển nhiên là khi đầu gối nó chạm vào đá đã khiến cho máu rơi ra. Bất ngờ không thể dự đoán được. Tần Vũ không ngờ tới, trước khi huấn luyện nó không lường trước được ai mà lường trước được. Tiếp tục nào không hề nghĩ đến thường thế tần vũ đảo mắt nhìn quanh rồi tiếp tục quay lại bao cát ở trung ương và lại bắt đầu tiến hành huấn luyện phản ứng chỉ mặc có một cái quần ngắn năm dài ở trên ghế tựa toàn thân của tần vũ đang được xoa bóp bởi dược tủ tại viện lan chung trên tay thì cầm cuốn sách lúc đó tại viện lan chung chỉ có những chiếc đèn lồng đèn chiếu sáng dưới ánh sáng của những ngọn đèn tần vũ có thể đọc được các ký tự ở trong sách mặc dù lão sư triệu văn hưng đã quay về nhưng mà tần vũ không hề giảm yêu cầu thậm chí còn đặt ra một nghiêm lệ cho mình mỗi ngày huấn luyện cả ngày cho đến nửa đêm thì ngắm mình trong ôn tuyền để hấp thụ khoáng chất và bồi dưỡng cơ thể giúp cho thân thể khôi phục đó cũng là lúc mà tần vũ tranh thủ thời gian để ngủ có điều lúc đó là sau khi ông nhàn xoa được dược tủ lên người của nó và cũng là thời gian nó đang đọc sách đã lâu rồi ta không thượng sơn để ngắm sao trời tân phú nhìn lên những ngôi sao trên trời trên môi hiện lên một tia tiếu ý nhưng mà trong viện cũng có thể ngắm sao mà tiểu hát người cũng nghĩ vậy có phải không ấy tiểu hát ta đã nói ngươi không phải là chim ưng rồi đã lâu như vậy mà sao chỗm lòng ở trên người của ngươi vẫn có màu vàng vậy tân phú nhìn sang tiểu hát Tiểu hát hai mắt ẩn hiện ánh sáng, hai cánh đập liên hồi tựa như là không cho phép Tần Vũ nói xấu nó. Sau đó Kiêu Hãnh ngẩng cao đầu, biểu thị thái độ cao ngạo, Tần Vũ lập tức cười vang lên. Ha ha ha, lại tính toán với ta rồi, bắt hòa với ngươi chỉ là lãng phí thời gian thôi. Ta phải tập trung đọc cái quyển sách này để còn phải tiếp tục luyện tập vào ngày mai nữa. Tần Vũ lập tức nhìn vào quyển sách y đạo ở trong tay. Tần Vũ nhớ rất rõ, Triệu Văn Hưng đã nói rằng muốn trở thành ngoại công cao thủ chân chính thì phải tinh thông cả y đạo. Gần nơi đó, Liên Ngôn đang âm thầm ẩn tàng thân ảnh từ hoa nhìn Tần Vũ. Đặc biệt khi nghe thấy Tần Vũ nói rằng không lãng phí thời gian để chơi đùa với Hắc Ân, trong lòng của Liên Ngôn chào lên một tia chiều mến. Tần Vũ mới chỉ 9 tuổi nhưng lại không lãng phí một giây phút thời gian nào. Mỗi một phân thời gian Tần Vũ đều có kế hoạch hoàn hảo tất cả đều nhằm khổ công tu luyện tuy nhiên tất cả những điều này để làm gì chứ tần đức đã rất lâu rồi không tới văn vụ sơn trang mải mê đọc sách tần vũ bất giác vô ý đã ăn hết một số bánh ngọt đặt gần ghế tần vũ để quyển sách xuống ngẩng đầu nhìn lên trời cảm thấy toàn thân thống khoái thỏa mãn hét lớn lên khi bình minh lên chính là lúc ngày mới bắt đầu tần vũ mày phải nỗ lực hơn nữa chỉ có nỗ lực thì mới có thể thành công được. Một ngày huấn luyện mới lại bắt đầu. Trong ôm tuyền, Tần Vũ ánh mắt kiên định đứng ngay ở giữa. Tất nhiên Tần Vũ không ngâm mình ở trong ôm tuyền, hắn xuống nước chạy để tiến hành huấn luyện sức chống đỡ lại trở lực. Huấn luyện chống lại trở lực ở dưới nước có tác dụng nâng cao sức mạnh của thân thể. Nếu như luyện ở trong nước ở nơi khác chắc chắn không bằng luyện ở trong ôn tuyền. Trong ôn tuyền, mỗi một luồng nước lại là một dạng trở lực. Hay là không ngừng bổ dưỡng thân thể, một mũi tên bắn hai đích. Xuất quyền, thu quyền, xuất cước, thu cước. Tần vũ trong nước rất nhanh xuất quyền tung cước. Mỗi lần tần vũ đều dùng hết sức lực để tốc độ đạt đến nhanh nhất. Tần vũ bộ pháp vững chắc, ở trong nước cũng không lắc. Đây là kỹ năng do tu luyện bộ pháp lâu ngày. Nước chảy cuồn cuộn, có quỹ đạo đặc thù. Tân Vũ mỗi lần quyền cước tốc độ là nhanh hơn. Tự nhiên quyền cước quỹ đạo có biến hóa để rẻ nước. Xuất quyền theo quỹ đạo nào? Thẳng, công, không đúng. Mọi sự không có gì là tuyệt đối. Thẳng công, tương hỗ phối hợp. Tất cả làm cho quyền xuất nhanh hơn, chở lực giảm đi. Muốn cho sức mạnh mạnh mẽ hơn, tốc độ nhanh hơn, Tân Vũ không ngừng công kích lúc này cánh tay và chân của Tân Vũ phản phất như là phủ thêm một phiến thép mỏng trên luyện công trường Tân Vũ mặc một cái quần ngắn cước bộ vững vàng bên cạnh có một đại Hán hộ vệ trên tay đại Hán cầm một cái cây mọc bổng lúc này Tân Vũ đang tiến hành huấn luyện chịu đòn thân thể không ngừng chịu đòn hấp thu dược tủ có thể làm cho thân thể cường hãn, huấn luyện đến cực hạn, thậm chí có thể kháng cự đau thương. Dương Thúc lực yếu quá rồi. Tần Vũ rất không vừa ý nói với đại hán Dương Sơn đối diện. Dương Sơn liên tục thuyết phục. Ây Tam Điện Hạ không đến tập nhiều đâu, nên kết thúc thôi. Dương Sơn nhìn ở trên thân thể của Tần Vũ vết đỏ, lại thấy sắc mặt của Tần Vũ như không quan tâm tâm trạng lo lắng. Tần Vũ lúc 6 tuổi, lúc đó bọn họ tới văn vụ Sơn Trang. Ba năm qua, bọn họ đều nhìn hài tử này lớn lên. Ai lại nhẫn tâm đi đánh hài tử này chứ? Nhưng mà Dương Sơn thật ra vẫn là bị bắt phải đánh. Bởi vì đây là huấn luyện ngoại công, huấn luyện chịu đòn. Ta để cho người đánh chính là đánh thật sự mà. Như thế này thì ta tự đánh còn hơn. Tần Vũ lắc đầu cười, vừa nói vừa với lấy cái mọc bổng Dương Sơn nhìn thấy vội vàng lùi lại không để cho Tần Vũ lấy mọc bổng hoang mang nói hay rồi rồi ta tiếp tục đánh đây lực mạnh lên chứ gì ta biết rồi Dương Sơn không dám để cho Tần Vũ tự đánh Tần Vũ tự đánh chắc chắn là đánh tới cực hạn Dương Sơn vẫn nhớ cái ngày toàn thân thể của Tần Vũ bị đánh bầm dập bập 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 mọc bổng đập vào người của Tần Vũ Tần Vũ miếm môi Vương vai lên, không nói một tiếng Những vệt đỏ xuất hiện ở chân thân thể của Tần Vũ Làm cho Dương Sơn cảm thấy không chịu nổi Lúc hắn hơn 9 tuổi Vẫn còn ở nhà chăn bò Còn Tần Vũ thì Chẳng đồng vương vương phủ tam điện hạ Lại không hề lãng phí thời gian Luyện tập không ngừng Phải đạt tới cực hạn của thân thể Tần Vũ mắt sáng như sau Nhìn ánh mắt đó có thể biết được quyết tâm của Tần Vũ vững vàng như núi Thái Sơn, không thể lay động. "Tiểu Vũ, hôm nay huấn luyện hơi quá rồi, ngày mai phải giảm số lượng đi một chút." Tần Vũ nằm sắp, một lão giả đầu bạc trắng vừa xoa bóp vừa nói vẻ quan tâm với Tần Vũ. Lão giả này chính là ông nhàn, là một cao thủ y đạo ở trong trấn Đông Vương Vương phủ, còn là một cao thủ y đạo số 1, số 2. Tần Đức trước đây phái ông nhàn đến văn vụ Sơn Trang, làm cho người ở trong phương phủ kinh ngạc không ít. Vì lý do gì mà lại phái một y đạo cao thủ tới Sơn Trang? ấy không sao đâu, ông Gia Gia thủ pháp xoa bóp độc đáo của người, thêm dược tủ vào nữa, ngày mai ta chẳng cảm thấy gì nữa đâu. Tần Vũ nhếch môi, không để ý tới. Ông nhàn động tác, song thủ không nhanh, nhưng thật ra rất là có quy tắc. Hoặc là chặt, hoặc là bóp, hoặc điểm hoặc vỗ mỗi loại phương pháp đều khác nhau thêm vào trên tay của ông nhàn còn xoa đầy dược tủ cộng với bí pháp xoa bóp độc đáo của lão dược hiệu của dược tủ rất nhanh thấm vào trong thân thể của tần vũ nhìn bộ dạng của tần vũ ông nhàn cười rồi lắc đầu đồng thời điều khiển chân khí ở trong thân thể dung nhập vào bí pháp xoa bóp ấy chơi thật là khỏe người mà tần vũ cảm thấy thân thể không ngừng ấm lên không tự chủ được mà kêu lên ông nhàn mỉm cười nếu không phải là lão muốn người ngoài dù cho thân phận cao đến mấy lão cũng không dùng toàn lực nội lực ở trong thân thể đã không còn nhiều nhưng mà đối với tần vũ ông nhàn rất là quan tâm đã thấy được hài đồng mỗi ngày luyện tập như thế nào lão làm sao mà không mềm lòng được tốt rồi tiểu vũ lần sau sau khi huấn luyện không cần phải cố quá đâu triệu văn hưng cũng vậy phương pháp huấn luyện cực hạn cái gì chứ nếu như không có văn vụ sơn trang ôm tuyền cả ta hàng ngày đã thông kinh mạch nữa thì dung nhập dược tủ dược hiệu vào thân thể của ngươi hài tử như ngươi làm sao mà nuốt trôi được ông nhàn thở dài hiển nhiên bất mãn đối với triệu văn hưng tần vũ đối mặt với ông nhàn cười tươi ỷ ta biết mà ông gia gia ngươi thật là tốt ông gia gia ngủ sớm đi tái kiến Ông nhàn lập tức mỉm cười gật đầu. Tân Vũ liền ra khỏi phòng của ông nhàn. Đêm nay trời sao sáng lấp lánh. Lão sư đi rồi, suốt ngày huấn luyện thân thể của ta càng ngày càng mạnh. Khối lượng huấn luyện tất là phải tăng lên. Ngoài ra cũng nên tìm thêm vài phương pháp huấn luyện khác. Tần Vũ nhìn sao trời, nghĩ thầm. Sau đó Tần Vũ đi thẳng tới mật thất tại Bắc Uyển. Các phương pháp khai mở cơ quan Tần Vũ đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Bước vào mặt thất, có chứa bí tịch. Trên chiếc bàn dài có một đống bí tịch. Bí tịch ở trong này, Tân Vũ không dọn dẹp. Phương pháp khai mở mặt thất chỉ có hắn và liên ngôn biết. Tần Vũ lập tức tìm xem 28 loại ngoại công bí tịch. Mỗi loại ngoại công bí tịch có phương pháp tu luyện riêng. Tân Vũ nghĩ có thể ở trong đó có phương pháp phù hợp với mình. Đột nhiên kim sắc vô tình thu hút sự chú ý của Tần Vũ 96 quyển bí tịch, trong đó có một quyển được làm bằng giấy vàng, sáng lên ánh vàng, rõ ràng nổi bật vô cùng, chính là tổ long quyết. Một ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của Tần Vũ. Trước đây ta tu luyện nội công không thành, nhưng mà hiện tại ta luyện thân thể cũng đã hơn một năm rồi, so với trước đã mạnh hơn rất nhiều, nói không chừng vấn đề với đan điền đã tự biến mất rồi. Tân Vũ nghĩ vậy, người bình thường thân thể có bệnh sau khi tu luyện công phu Những bệnh bình thường tự động khỏi Nhưng mà Tần Vũ đã quên rằng Đan điện của hắn với thường nhân là không giống nhau Đó không phải là bệnh Mà là thiên sinh Nhưng Tần Vũ vẫn là đứa trẻ Lại luôn hy vọng Sức mạnh của bản thân nhanh chóng đề cao Nghĩ như vậy cũng là bình thường Không kể như thế nào Trước tiên thử rồi nói Không được lãng phí thời gian Tần Vũ liền khoanh chân ngồi lên giường Lấy tủ long quyết rồi chiếu theo nội dung đệ nhất thiên mà bắt đầu tu luyện. Tâm linh chống rỗng, bước vào trạng thái mờ ảo. Một lúc sau, Tân Vũ cảm thấy thiên địa linh khí bị hấp thu vào trong thân thể, thành một luồng nhiệt di chuyển. So với hơn một năm trước thì luồng nhiệt lớn hơn rất nhiều. Quả nhiên, thân thể khỏe mạnh, hấp thu thiên địa linh khí nhanh hơn nhiều, bắt đầu vận chuyển thôi tần vũ lập tức dùng ý niệm khống chế luồng nhiệt ở trong thân thể vận chuyển chiếu theo quỹ đạo từ tổ long quyết luồng nhiệt không ngừng chuyển dịch sau đó thì bị dung nhập vào trong đan điền tần vũ kích động chú ý cảm nhận xem luồng nội lực nhỏ này có bị tán ra hay không hội tụ được hay không nhất định không được tán ra đâu nhất định là không được tần vũ hy vọng tập trung chú ý toàn bộ tinh thần cảm nhận luồng nội lực cực hạn huấn luyện, phần lớn là luyện tinh thần. Tần Vũ luyện đã lâu như vậy, sức mạnh tinh thần so với thường nhân hơn xa, so với lúc mới tu luyện cũng hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn cảm thấy rõ ràng nội lực ở trong đan điền từ từ tan ra, sau đó phần ra bốn phương tám hướng mà rời đi. Hay, lại thất bại nữa rồi. Tần Vũ thở dài. Đột nhiên thì, ấy không đúng, tần vũ vừa phát hiện một bí mật động trời tinh thần hoàn toàn tập trung tại luồng nội lực bị tán khai kia luồng nội lực đó tuy đa số từ tứ chi tán nhập vào trong không khí nhưng có phần lại không ngờ lại nhập vào cơ nhục xương cốt nói chính xác thì cơ nhục và xương cốt của tần vũ như là cát khô nội lực lại như là nước chảy nước chảy ở trên cát khô bị hấp thu một phần nước đó là sự hiển nhiên nội lực tuy chạy ra bên ngoài, nhưng có phần nội lực năng lượng đã bị hấp thụ. Ánh mắt của Tần Vũ đồng thời rực sáng. Ê, tốt quá, tốt quá rồi. Tần Vũ toàn thân run rẩy kích động. Hấp thụ dược hiệu của dược tủy tuy làm cho thân thể cơ bắp bổ sung, nhưng làm sao mà so với nội lực được. Tà vô pháp tích tụ nội lực, thật ra cơ bắp cũng có thể hấp thu năng lượng của nội lực, làm cơ bắp mạnh mẽ hơn khiến cho ngoại công tu luyện nhanh chóng hơn. Tân Vũ lúc này kích động vô cùng, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng tim của mình đang đập. Phụ vương ta nhất định có thể thành công. Tân Vũ mắt sáng rực, cho tới bây giờ chưa có lúc nào Tân Vũ lại tự tin như vậy. Tân Vũ tu luyện ngoại công, bước trên con đường gian hiểm, tầm tối, một tia sáng bình minh chợt lóe lên. Năng lượng nội lực dung nhập vào cơ bắp khiến cho cờ bắp của tần vũ không ngừng biến đổi hấp thu năng lượng sự linh hoạt tiềm lực của cờ bắp không ngừng tăng cao làm cho thân thể của tần vũ được tôi luyện liên tục thực sự chưa từng có người nào có tốc độ gia tăng nhanh như vậy thời gian thấm thất trôi qua sức mạnh của tần vũ đã nhanh chóng tăng cao hơn một năm sau triệu văn hưng rời khỏi cũng được hơn một năm rồi Lúc này Tần Vũ đã 10 tuổi. Phía trên đồng làm sơn, ánh mắt của Tần Vũ như là chim ưng, hoàn toàn hướng về phía trước. Hai chân bước dài nhanh như chạy. Người ngoài căn bản không thể tưởng tượng được rằng là trên hai tay của nó đang mang giáp bảo vệ tay được chế bằng sắt nặng đến 5 cân. Hai chân cũng mang giáp bảo vệ bằng sắt nặng đến 10 cân. Trên người thì mang thêm giáp sắt hộ tâm đến 20 cân. Tần Vũ chạy rất nhanh, căn bản không hề dừng lại. Mang theo vật nặng ở trên người ở những bộ vị trí khác nhau, làm cho quá trình di chuyển cũng khó khăn hơn nhiều. Nếu như mang toàn bộ vật nặng ở trên thân, thì chí ít hai chân bước đi còn dễ chịu, nhưng mà mang thêm vật nặng ở chân và tay, thì phải có khí lực cực lớn mới đáp ứng được. Đúng vậy, đây chính là biện pháp huấn luyện lực bạo phát tay chân của Tần Vũ nhìn thấy đỉnh núi ở trên mặt tần vũ không nhịn được hiện lên một nụ cười thoải mái mới có nửa năm mà sức mạnh tiến bộ còn hơn cả một năm được huấn luyện tiềm lực và sự bền bỉ của cơ bắp đều được tăng cường hơn nữa có thể hấp thu nội lực nâng cao tính linh hoạt của cơ bắp hơn xa hiệu quả của các phương pháp huấn luyện khác phải tiếp tục nỗ lực thôi ánh mắt của tần vũ hiện lên sự hưng phấn hơn nửa năm trôi qua Mỗi đêm khuya nó đều không ngừng tu luyện nội công. Tuy đang điền không thể tích tụ nội lực, nhưng mà cơ bắp lại hấp thu một phần nội lực bị phân tán ra. Lúc này cơ bắp của Tần Vũ về tính hài hòa, linh hoạt, thậm chí là cả tiềm lực ở bên trong đều cao vô cùng. Tam đại cao thủ nội công đang bí mật đi theo Tần Vũ, trong lòng kinh hãi vô tả. Ba vị cao thủ này không ngừng bí mật đi theo để bảo vệ cho Tần Vũ. Trong lòng chỉ lo lắng, Tần Vũ trong lúc tự huấn luyện không chịu được mà thụ thương, thì bản thân của họ có thể xuất thủ để cứu trợ. Nhưng hơn nửa năm trôi qua, họ chỉ thấy Tần Vũ không ngừng gia tăng độ khó khi huấn luyện, gia tăng đến mức độ mà ba vị cao thủ nội công ở trong lòng cũng phải kinh hãi, nhưng Tần Vũ vẫn có thể chịu đựng được. Phía dưới thác nước, Tần Vũ mang vật nặng trụ mã bộ phía dưới thác nước tiếp thụ lực công kích trùng trùng của thác nước. Hay! Dưới sự công kích của thác nước, Tần Vũ hét lên một tiếng, đồng thời nhanh chóng xuất sông quyền. Quyền ảnh như sấm chớp, khi xuất quyền thì tấn công vào thác nước. Tập như vậy để huấn luyện lực công kích của tay. Nước bị bắn tung tóe khắp nơi, được ánh sáng chiếu vào phát ra ánh sáng bảy màu trông thật là ngoạn mục. Tần Vũ mã bộ trầm ổn, như một cây cổ tùng thân động nhưng gốc không động tăng thêm trọng lượng quả nhiên là áp lên chân cũng tăng theo tăng vũ cắn môi nỗ lực giữ hai chân nguyên vị lúc này hai chân của tần vũ không những chỉ phải chịu lực công kích trùng trùng của thác nước mà còn phải chịu thêm trọng lượng của những vật nặng ở trên thân khiến cho việc kiên trì bám trụ trở nên rất là gian nan bất quá mang thêm vật nặng ở trên người cũng làm cho trọng lực của tần vũ tăng lên giúp trọng tâm ổn định hơn. Dưới áp lực trùng trùng của thác nước, hai chân của Tần Vũ chịu áp lực càng lớn hơn. Để đạt đến trạng thái cực hạn thì phải kiên trì. Đạt đến đỉnh của cực hạn sinh lý, Tần Vũ cảm thấy rõ ràng. Từ cơ bắp xuất hiện một luồng nhiệt lưu, hai chân tái xuất hiện lực lượng. Nhân vị cơ bắp hấp thu nội lực, đến bây giờ mỗi khi đột phá đạt đến mức cực hạn Tân Vũ đều cảm thấy sức mạnh tăng nhiều hơn so với trước đây Làm cho nó tiến bộ thần tốc Ban đêm Tân Vũ nhắm mắt ngồi khoanh chân ở trên giường Không ngừng hấp thu thiên địa linh khí Chuyển hóa thành nội lực đưa vào đan điền Sau khi nội lực phân tán ra khắp nơi liền bị các cơ bắp của Tân Vũ Vốn đã vào huấn luyện như là hành nhân đang khát nước giữa sa mạc Không ngừng hấp thu nội lực sau một đêm tân vũ mở mắt ra đúng như ta nghĩ càng tăng lượng luyện tập thì cơ bắp càng hấp thu nhiều nội lực hôm nay đã có thể hấp thu hơn một phần năm tổng số nội lực tân vũ sắc mặt xuất hiện sự hưng phấn nội lực phân tán với tốc độ rất nhanh đại bộ phận lại tan biến vào không gian xung quanh chỉ có một phần là bị hấp thu hiện tại nó có thể hấp thu một phần năm số đó đã là rất nhiều rồi tân vũ lập tức bật dậy liền cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Nội lực bị hấp thu vào bên trong cơ bắp, làm khơi dậy tiềm lực ẩn tàng ở trong đó. Ngày mới đã tới rồi, tiếp tục tu luyện thôi nào. Tần Vũ cười nhẹ rồi chạy khỏi gian phòng. Mỗi một ngày đều là ngày huấn luyện. Thân thể của Tần Vũ đã phát sinh biến hóa. Cùng với sự tăng trưởng của tuổi tác thì Tần Vũ cũng đã đến tuổi dậy thì. Đây chính là thời kỳ sinh lý của con người nhanh chóng đề cao. Lập tức, sức ăn của tầng vũ tăng đột biến, thân thể cũng nhanh chóng cao lên. Năm từ 10 tuổi cho đến 11 tuổi là năm tầng vũ đạt được nhiều tiến bộ nhất ở trong 3 năm huấn luyện. Riêng trong năm nay, không chỉ cơ thể phát triển mà cả xương cốt và cơ bắp cũng phát triển. Hơn nữa, mỗi ngày cơ bắp đều hấp thu nội lực càng ngày càng nhiều. 11 tuổi Tần Vũ đã cao đến 1m6. Sức mạnh toàn thân chỉ có thể nói là tiến tới rất nhiều. Tại luyện công trường, Tân Vũ mặc luyện công phục màu đen tùy ý mà ngồi xuống, không để phí một chút thời gian nghỉ ngơi nào. Trên thân mặc luyện công phục, từ biểu hiện ở bên ngoài căn bản không thể nhìn rõ. Hai tay của Tân Vũ lúc đó, hai tay đều mang một hộ thủ nặng 10 cân, hai chân mang hộ thối nặng 20 cân, trên người lại mang thêm giáp nặng 40 cân, tổng cộng trên cơ thể mang 100 cân. Bất quá đối với cực hạn huấn luyện thì 3 năm đã qua của Tần Vũ căn bản không đáng kể. Ta nhớ lại khí lực khi đó, Tần Vũ lúc đó đang nghĩ về 8 vị cao thủ ngoại công, bắt giác nhớ lại lúc đó. Màn đóng một tay có thể nâng được 800 cân và toàn thân có thể mang được nghìn cân một cách dễ dàng. Tần Vũ so với họ còn kém nhiều lắm. Nhưng Tần Vũ đã quên một điều là nó mới chỉ tu luyện 3 năm. Nếu không phải khi Triệu Văn Hưng rời khỏi, nó phát hiện ra dịu dụng của việc tu luyện nội lực, thì không thể đạt tới cảnh giới đó mà phải mất ít nhất là 6-7 năm. Hơn nữa, con đường tu luyện của Tần Vũ khác hơn so với các ngoại công cao thủ khác rất nhiều. Đối với thân thể thì không chỉ nói đến lực lượng mà còn phải nói đến sự linh hoạt tốc độ, lực bạo phát, khả năng chịu đựng và nhiều thứ nữa. Lực lượng của Tần Vũ không thể được như mang đóng, nhưng luận về tốc độ thì mang đóng còn kém Tần Vũ rất nhiều. Tần Vũ có tốc độ phi thường, hơn nữa thân thể của nó là linh hoạt hơn xa những cao thủ ngoại công bình thường khác. Một khối gỗ nổi ở trên mặt nước, không chỉ nhìn vào phần nổi ở trên mà còn nhìn vào phần chìm ở dưới, sự cân bằng rất quan trọng. Nhìn lướt qua, Tân Vũ đang ngồi ở trên ghế toàn thân uyển chuyển, mạnh mẽ như là một con báo. Ba năm rèn luyện, thân thể cũng đã phát triển. Tân Vũ cao một mét sáu, đã từ một hài đồng trở thành thiếu niên. Có thể so với những người đã thành niên, còn so với những thiếu niên khác thì lợi hại hơn rất nhiều. Khi đó Tân Vũ đang trầm tư. Lão Sư đã nói rèn luyện ngoại công trước tiên là phải rèn luyện một thân thể hoàng mỹ, sau đó mới thông qua thân thể để học tập các phương pháp chiến đấu bất quá phương pháp chiến đấu hay là sát nhân không phải là một hai ngày có thể học được ta phải bắt đầu học thôi hai mắt của tần vũ hiện lên vẻ thông tuệ ba năm qua sách y đạo ở trong thư phòng và nhiều loại sách khác tần vũ đều đã đọc hết đọc càng nhiều sách thì năng lực tư duy của tần vũ càng cao hơn đã có thể giác ngộ nắm bắt được bản chất của vấn đề Bằng vào kinh nghiệm nó đã hiểu được thâm ý trong lời của Triệu Văn Hưng. Bắt đầu từ hôm nay thì nửa ngày ta sẽ dùng để tiếp tục tu luyện thân thể. Nửa ngày sau thì ta sẽ dùng để lĩnh hội các phương pháp công kích của bản thân. Tân Vũ đột nhiên đứng dậy trực tiếp rời khỏi luyện công trường, đi tới thư phòng. Trên thân vẫn mang theo vật nặng. Tân Vũ mang một vật nặng 24 giờ trong ngày, ngoại trừ lúc tắm rửa còn lại hầu như không hề tháo chúng ra khỏi toàn thân một thân thể hoàng mỹ đã hình thành nhưng sử dụng thân thể này để tiến hành công kích như thế nào đấy triệu văn hưng đã tự có phương pháp thì tân vũ đương nhiên cũng phải có phương pháp sử dụng phương pháp công kích do bản thân tự nghiệm ra chính là tốt nhất là phương pháp công kích có uy lực lớn nhất tân vũ hiện tại đã có cái yếu tố cần thiết chỉ cần tự lĩnh hội sáng tạo ra các dạng phương pháp công kích. Thời gian cứ thế trôi, ngoại trừ thời gian dành để tu luyện, thì đại bộ phận thời gian còn lại, Tần Vũ đều sử dụng để tự lãnh ngộ phương pháp công kích. Nó đã tự lãnh ngộ ra được rằng, phương pháp công kích, các yếu tố đều dựa trên ba phương diện, thần pháp, công kích cận chiến và vũ khí. Thần pháp thần pháp kết hợp với sự di chuyển có liên quan đến khả năng phòng ngự, khả năng cận chiến và liên quan đến cả khả năng truy tung hay là đào thoát. Đối với thần pháp, Tân Vũ đã đặt ra những yêu cầu như sau. Tốc độ phải nhanh như thiểm điện và linh mẫn như thỏ. Nghiên cứu thần pháp thì phải nghiên cứu cả thuật kỳ môn độn giáp, đồng thời phải nghiên cứu các chủng loại thần pháp khác nhau. Cận chiến Trong quá trình huấn luyện, Tần Phủ đã phát hiện ra bản thân giống như là đang khiêu chiến với cực hạn, giống như là nhiệt huyết đang dâng trào khi lựa chọn công kích, lựa chọn tu luyện. Cận chiến lập tức có thể quyết định sinh tử và vô cùng hung hiểm đối với sinh mệnh tràn đầy sự kích thích. Vũ khí Cho đến giờ thì Tần Vũ vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng vũ khí nào. Đào thường côn bổng và thập bát ban vũ khí các loại. Mỗi một vũ khí Đều có đặc thù riêng Tần Vũ vẫn thích sử dụng quyền cước chí ít thì tạm thời vẫn chưa thể quyết định Sẽ sử dụng vũ khí nào Trong thư phòng Tần Vũ trong tay cầm một cuốn sách Có tên là Kinh Dịch Ế, chương này nói về đạo lý Tự hồ, tự hồ giống như là Cái trang thứ ba của Tổ Long Quyết Nói về thân pháp Văn Long cũ hiện có phần là giống nhau Tần Vũ nói thầm, sau đó thì đóng quyển sách, ở trên tay lại, trong lòng tự nhiên đang bắt đầu sắp xếp lại các kiến thức đã có. Một loạt các loại nguyên lý thần pháp đã biết qua, hoặc là thuật kỳ môn độn giáp không ngừng chạy qua suy nghĩ của Tần Vũ. Lục nghi tam kỵ bác môn cũ tinh, bố cục lại thành thế kỳ môn độn giáp. Bác môn tạo thành đổ, thương cảnh, hu sinh tử, kinh khai. Kỳ môn phân ra thiên môn địa, ba loại tức là tam tài. Các khái niệm cơ bản của kỳ môn độn giáp xuất hiện ở trong đầu của Tần Vũ. Đó là những điều tối cơ bản, nhưng mà cũng là những cơ sở quan trọng nhất. Vô số trận pháp độn thuật đều là từ những đạo lý tối cơ bản đó biến hóa mà thành. Các loại thần pháp huyền ảo, hoặc là ít, hoặc là nhiều đều sẽ bị ảnh hưởng. Tần Vũ vì tu luyện ngoại công nên thân thể không hề có nội lực. Các loại khinh công thân pháp bình thường không thể tu luyện được, phải tự sáng chế ra thân pháp dành riêng cho bản thân. Sẫu 18 loại bí tịch nội công hầu như đều có kèm theo các loại quyền pháp nội công, đạo pháp, thân pháp và nhiều cái thứ khác. Thậm chí 28 bí tịch ngoại công đều có dạy các phương pháp công kích. Tần vũ bao gồm sở học, chấm nhà quan sát, 96 phương pháp công kích nội ngoại và các loại thần pháp, sau đó kết hợp với những hiểu biết kỳ môn độn giáp và kinh dịch của bản thân tổng hợp lại, theo đuổi một loại thần pháp tiềm tàng. Thật sự, điều này khó khăn phi thường nhưng mà Tần Vũ cả ngày và đêm, sau khi kết thúc huấn luyện thân thể đều nỗ lực nghiên cứu. Muốn tu luyện đến ngoại công cực trí, tất phải nghiên cứu y đạo. Đó chính là điều đầu tiên mà Triệu Văn Hưng đã dạy Tần Vũ lúc này tần vũ đang nhìn qua các loại thư tịch y đạo ba năm qua tần vũ đã đọc rất nhiều sách y đạo và trong lòng đã hiểu được rất nhiều điều mỗi một phần lực lượng mỗi một phần công kích đều phải khiến cho địch nhân trả giá cao nhất một chưởng tấn công vào bụng của đối phương cùng lắm cũng chỉ làm cho đối phương đau đớn nhưng mà cũng là một chưởng đó có thể cắt cổ họng lấy mạng của địch nhân tần vũ gặp quyển sách lại hai mắt lóe sáng Cơ thể của con người có những điểm nào yếu hại Trong đầu của Tần Vũ đã nhớ rất rõ Tại thân thể thì những chỗ khớp xương chính là nơi kinh mạch giao hợp Khí huyết lưu thông Công kích chỗ yếu hại Chính là công kích các trọng huyệt Công kích vào những chỗ yếu Hoặc là dùng cầm nã thủ Để bẻ gãy các xương khớp của đối phương và nhiều điều khác Tổng hợp lại Tân Vũ đã hiểu nguyên lý công kích mỗi một phần lực lượng sử dụng là phải gây ra những chấn thương lớn nhất tuyệt đối không được lãng phí một chút lực lượng nào một tay có thể nâng được trăm cân thì có thể đạt đến lực công kích đến hai trăm cân đối với cầu thủ thậm chí có thể gia tăng lực công kích lợi hại hơn nữa muốn đạt được điều đó thì phải từ các phương pháp nỗ lực thân pháp công kích chỗ yếu hại lợi dụng thiên thời địa lợi xung quanh lợi dụng biến hóa tâm lý của đối thủ và nhiều loại tình huống khác để thực hiện về điều này tân vũ rất là tự tin nó có tốc độ sự bạo phát sự linh hoạt và nhiều phương diện nữa về mặt thân thể lại có các loại bí tịch khác để tham khảo lúc chính ngọ tại luyện công trường những mộc nhân cơ giới được đặt khắp nơi trong luyện công trường trở thành mộc nhân hạng những mộc nhân này là thành quả tuyệt đỉnh của những đại sư về cơ khí vượt qua mộc nhân hạng thực sự là vô cùng khó khăn có thể làm được điều đó tuyệt đối phải là những người phi thường hôm nay tần vũ quyết định lợi dụng mộc nhân hạng để luyện tập khả năng cận chiến của bản thân tần vũ đứng trước mộc nhân hạng không hề chuyển động rồi đột ngột tiến nhập vào trong mộc nhân hạng khiến cho toàn thân va chạm mạnh vào mộc nhân đầu tiên làm cho toàn bộ một nhân hạng khởi động. Tần Vũ trong mắt thể hiện sự bình tĩnh. Phanh phanh phanh. Hai tay như chớp cực mạnh công kích trực tiếp tới những khớp nối của Mộc Nhân Hai chân thì tập trung phòng ngự Nhưng mà khi có cơ hội thì một cước có thể đoạn mọc Tốc độ của Tần Vũ cực nhanh Vì lúc đó nó đã tháo hết những vật nặng mang ở trên người Tần Vũ đã minh bạch rằng Nếu như mang cả trăm cân vật nặng ở trên người thì căn bản nó không thể phá được một nhân hạng. Tháo bỏ trăm cân vật nặng ở trên người nên tốc độ của Tần Vũ cực nhanh. Có điều mộc nhân hạng có quá nhiều mộc nhân. Tần Vũ hoàn toàn bị vây giữa những mộc nhân và bị công kích liên tục. Nó chỉ kịp lặn mình xuống dưới và lập tức thoát khỏi mọc nhân hạng. Hay, tốt rồi. Mỗi một mộc nhân đều có các khớp nối tương tự với thân thể của con người. Hiệu quả của việc tu luyện này rất tốt đây. Tần Vũ hai mắt phát sáng, lại tiến nhập vào hạng mộc nhân. Mộc nhân hạng ở trong kế hoạch của Tần Vũ, bất quá chỉ là phương pháp huấn luyện dễ dàng, trên mộc nhân hạng còn có đồng nhân hạng, đương nhiên là không chỉ dùng đồng để thiết kế mà còn là làm từ đồng thiết. Mộc nhân hạng, những con rối bằng gỗ dùng luyện tập võ công. Như vậy thì đồng nhân công kích dĩ nhiên là phải có sức phòng ngự cao hơn rồi tần vũ vẫn chưa có chủ ý quyết định sẽ sử dụng loại vũ khí nào đêm đã khuya tại mặt thất tần vũ đang cẩn thận quan sát các phương pháp công kích ở trong mỗi quyển bí tịch trong đó đa phần là đao kiếm có một số ít là loại vũ khí đặc dị hờ huh. tần vũ đột nhiên mở một quyển bí tịch nội công một chương có giảng về kiếm pháp tàn ảnh kiếm pháp của bổn môn là loại kiếm pháp chuyên dùng để ám sát. Tuy nhiên, nói về kiếm pháp ám sát, còn chiến, thì đứng đầu phải kể đến là vu thị nhất kiếm. Bất kể là giết ai, sát thủ vu thị đều chưa hề thất bại. Năm đó còn được xưng tụng là đệ nhất, sát thủ ở trong truyền thuyết của tổ chức sát thủ mang tên là Thiên Võng. Tần Vũ Thất Kinh Cái tên Thiên Võng Tần Vũ đã được nghe qua đâu đó. Đó là một tổ chức sát thủ cổ xưa, có đến hàng ngàn năm lịch sử, thế lực ảnh hưởng lên toàn tiềm long đại lục. Lịch sử của ba quốc gia tại tiềm long đại lục cũng không lâu dài bằng thiên võng. Sát thủ của Vu Thị đã được xưng tụng là đệ nhất sát thủ, thì thủ đoạn sát nhân khẳng định là phải vô cùng lợi hại. Đột nhiên, ỷ Vu Thị nhất kiếm, Vu Thị nhất kiếm sao? Trong trang thứ ba của tổ Long Quyết hình như đã đề cập đến cái điều này. Tân Vũ cẩn thận xem xét tổ Long Quyết trong chàng giấy màu vàng thứ ba của tổ Long Quyết thì gần như một nửa chính là bí tịch nội công, nửa còn lại là nói về thân pháp Vân Long Cửu Hiện. Quyền pháp Viêm Long Quyền, kiếm pháp Cũ Dương Liệt Thiên Kiếm, còn cái gọi là Vu Thị Nhất Kiếm thì chỉ được miêu tả ở một ít ở dưới cùng. Lúc đầu Tần Vũ không hề để ý nhìn tới, lúc này thì Tần Vũ mới minh bạch được Vu Thị Nhất Kiếm trong không hề bắt mắt ở trong tổ Long Quyết lại là thứ kiếm pháp của đệ nhất sát thủ ở trong truyền thuyết. Nội công tâm pháp ở trong tổ long quyết hấp thu linh khí thiên địa với tốc độ cực nhanh. Trong các loại nội công tâm pháp thì tuyệt đối chính là đệ nhất. Thần pháp của Văn Long Cũ Hiện, Quyền pháp Viêm Long Quyền, Kiếm pháp Cũ Dương Liệt Thiên Kiếm đều vô cùng lợi hại, nhưng đều cần nội công tổ long quyết để phối hợp tu luyện. Nên Tân Vũ chỉ có thể nhìn mà không thể luyện. Trong phần cuối của trang giấy, Tần Vũ cuối cùng cũng tìm thấy những tin tức liên quan đến vu thị nhất kiếm. Ê, ta hoàn toàn có thể tu luyện theo phương pháp của vu thị nhất kiếm à? Tần Vũ hai mắt sáng lên, trong lòng như vừa trải qua một trận bão tố. Mọi người không ai có thể tưởng tượng được là trong tổ Long quyết lại có phương pháp tu luyện vu thị nhất kiếm. Tần Vũ lập tức đọc một cách cẩn thận, nhưng càng đọc thì sắc mặt lại càng trắng bệch ra, sau cùng thậm chí còn hơi tái xanh.